Tôi không biết tại sao họ lại cho chúng tôi đấu ở mặt sân này vào cuối năm, vì tất cả giải đấu mà chúng tôi chơi trên sân cứng trong năm đều diễn ra ở mặt sân chậm, Alcaraz nói sau khi thua Zverev 7-6, 3-6, 4-6 ở trận ra quân bảng đỏ ATP Final. 8 tay vợt hay nhất đến đây giữa ATP Final và ban tổ chức chọn mặt sân nhanh nhất trong năm. Tôi không biết tại sao họ làm thế. Alcaraz trong một pha trả giao trước Zverev đi mặt sân tại Turin, Italy khiến bóng trôi đi quá nhanh. Mặt sân nhanh ở Turin, Italy có lợi cho các tay vợt giao bóng tốt như Zverev và khiến Alcaraz không có nhiều cơ hội phát huy sở trường đánh cuối sân. Ở trận đấu hôm 13 tháng 11, Alcaraz chỉ tận dụng được một trong 6 breaking point do đối thủ thường giao bóng tốt ở những điểm nguy hiểm. Zverev có 16 cú ace cả trận, đạt tỷ lệ bóng 177%. Sau trận, tay vợt Đức cũng thừa nhận giao bóng là chìa khóa cho chiến thắng trước Alcaraz. Trận đấu thực sự khó khăn, Alcaraz nói thêm. Tôi nghĩ trận này cân bằng nhưng tôi không tận dụng được những cơ hội. Anh ấy sở hữu những cú giao bóng mạnh bậc nhất trên tour. Đó là mấu chốt của trận đấu. Về thể trạng, tôi không gặp vấn đề gì. Ngay cả khi thua những trận gần đây, tôi vẫn nhận thấy điểm tích cực trong lối chơi. Trận thua Zverev mới là lần đầu Alcaraz xuất hiện ở ATP Final. Năm ngoái, anh đủ điều kiện dự giải nhưng rút lui vì chấn thương. Tay vợt Tây Ban Nha nói rằng trải nghiệm đầu tiên tại ATP Final thật tuyệt vời, dù thua trận. Tuy nhiên, không chỉ than phiền về mặt sân, Alcaraz cũng nói rằng các giải đấu ở ATP đang sử dụng bóng thiếu nhất quán.